Xin chào tất cả các bạn, tôi là Trung Kiên. Với kinh nghiệm gần 20 năm giảng dạy về bộ môn quần vợt, ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn kỹ thuật cú đánh thuận tay forehand cơ bản, đơn giản và hiệu quả nhất. Trong bộ môn quần vợt, cú đánh thuận tay là một trong những vũ khí lợi hại nhất và đánh nhiều nhất. Thì tại sao lại là vũ khí lợi hại nhất? Vì khi các tay vợt phong trào Việt Nam cũng như những tay vợt nhà nghề trên thế giới, chúng ta đều sử dụng cú thuận tay để đánh đối thủ vào góc xa hoặc vào thế khó. Thì như vậy thì đối thủ sẽ không bao giờ đánh cái bóng trả qua được mạnh. Thì chúng ta ở bên chỉ đợi kết thúc và ăn điểm. Và tại sao cú đánh thuận tay lại là một trong những cú đánh nhiều nhất? Vì cả tennis phong trào Việt Nam cũng như những tay vợt nhà nghề trên thế giới cũng đều né trái để đánh cú thuận tay. Ví dụ như là Federer hay là Nadal, bóng 50-50 hoặc là 60-40 là họ sẽ lách trái để đánh cho cú thuận tay nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho mình để ép đối thủ vào thế khó. Vì vậy, ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cú đánh thuận tay chi tiết và cụ thể nhất trong vòng 8 phút và chúng ta bắt đầu. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài tập chi tiết cho cú thuận tay forehand. Thì đầu tiên tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về bài mô tả kim đồng hồ. Thì bài mô tả kim đồng hồ này để cho các bạn dễ hình dung. Thì bây giờ tôi đang đứng ở giữa kim đồng hồ. Thì trước mặt tôi đây là 12 giờ và đây là 3 giờ, đây là 6 giờ và đây là 9 giờ. Và cú thuận tay tôi sẽ chia nhỏ ra thành 5 bước và bây giờ tôi sẽ thực hiện trước một lần cho 5 bước này. Và bước 1 chúng ta sẽ vào tư thế chuẩn bị. Bước thứ 2 chúng ta xoay mũi giày và mở vợt ra 6 giờ. Bước thứ 3 chúng ta sẽ bước chân trái lên. Bước thứ 4 chúng ta sẽ xoay chân và xoay hông tiếp xúc bóng nút 3 giờ. Và bước thứ 5 chúng ta kéo vợt lên 12 giờ và kết thúc lên vai. Tay trái của chúng ta sẽ đỡ người vợt. Và các bạn vừa quan sát tôi thực hiện 5 bước này. Và bây giờ tôi sẽ phân tích chi tiết cụ thể từng bước 1. Và bước 1 chúng ta vào tư thế chuẩn bị. Hai chân của chúng ta sẽ đứng thẳng bằng hai vai. Đầu gối của chúng ta sẽ trùng xuống. Lưng chúng ta sẽ hướng về đằng trước. Và còn về phần vợt, chúng ta sẽ cầm vợt số 3.5. Như kỳ deep trước tôi đã hướng dẫn cho các bạn. Và giờ tôi sẽ không hướng dẫn lại nữa. Chúng ta cầm vợt 3.5 và tay trái của chúng ta sẽ đỡ lại vào phần cán vợt. Mặt vợt chúng ta sẽ úp xuống 45 độ. Đầu vợt của chúng ta sẽ ở dưới tầm mắt để chúng ta dễ kiểm soát đối phương. Và khi thủ, chúng ta không được để vợt sát người và chúng ta không được để với ra đằng trước mà chúng ta để vừa tầm. Và chuẩn bị sang bước thứ hai là chúng ta sẽ có một bước đệm, đó là bước sit step để chúng ta chuyển động từ tĩnh sang động để chúng ta dễ dàng thực hiện bước thứ hai. Và sang bước thứ hai, chúng ta sẽ xoay chân và mở vợt ra 6 giờ. Đầu vợt ngóc lên cao. Và trong cách mở vợt này có 3 cách. Một là mở vợt vòng cao hình chữ C. Đây, tôi sẽ mở vợt hình cao hình chữ C. Hai là chúng ta sẽ mở vợt tầm trung. Ba là chúng ta sẽ mở vợt tầm thấp. Và hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mở vợt tầm trung. Vì cách mở vợt này là một trong những cách mở vợt nhanh nhất và gọn nhất để chúng ta dễ dàng thực hiện. Rồi, sit step, xoay chân, mở vợt 6 giờ. Thì khi lúc mở vợt lúc 6 giờ như này, chúng ta sẽ dồn trọng tâm lên chân phải. Rồi, thứ hai nữa, thứ ba nữa chúng ta sẽ bước chân trái lên. Và khi bước chân trái, cái tay trái của chúng ta sẽ để ở trước mặt mình. Thứ nhất là để tạo thăng bằng cho cơ thể. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ căn cái banh. Và thứ ba nữa, lúc này là vai với hông của chúng ta sẽ thẳng về mặt lưới. Và các bạn lưu ý, khi chúng ta mới bắt đầu chơi, chúng ta không nên mở vợt lúc 7 giờ hoặc không nên mở vợt lúc 5 giờ. Vì khi chúng ta mở vợt lúc 7 giờ thì chúng ta rất khó căn banh về đằng trước. Còn chúng ta mở vợt 5 giờ thì chắc chắn là banh sẽ không có lực. Cho nên chúng ta sẽ mở vợt lúc 6 giờ. Và bước 4 là một bước rất là quan trọng. Khi chúng ta tiếp xúc bóng thì đầu vợt chúng ta sẽ phải hạ xuống.
và chúng ta kéo lên tầm 3 giờ để tiếp xúc bóng. Lúc này hông và chân sau chúng ta sẽ dồn lực lên về chân trái. Và lúc tiếp xúc bóng là chúng ta tiếp xúc bóng lúc 3 giờ. Đầu vợt của chúng ta hơi thấp hơn cán vợt và mặt vợt của chúng ta sẽ phải vuông so với mặt lưới. Còn chúng ta mà ngửa vợt thì bóng sẽ bay lên trời ngay, hoặc chúng ta úp thì bóng sẽ rung lưới. Cho nên chúng ta mà vợt phải vuông góc. Còn chúng ta mà đánh trễ 4 giờ ở đây thì bóng sẽ bay ra bờ rào. Còn chúng ta mà đánh sớm lúc 2 giờ và với như này thì bóng sẽ không có lực hoặc rung lưới ngay. Cho nên chúng ta sẽ tiếp xúc bóng lúc 3 giờ. Và đồng thời khi tiếp xúc bóng lúc 3 giờ là các bạn nên nhớ các bạn phải khóa cổ tay lại. Các bạn không đánh bằng cổ tay như này. Và các bạn đánh bằng cổ tay như này thì cái bóng chắc chắn là vả như này thì nó sẽ ra ngoài ngay. Còn các bạn không nữa, thứ hai nữa là nó sẽ bị đau cổ tay. Các bạn vả này là nó sẽ bị đau cổ tay. Cho nên là chúng ta sẽ dẫn cái bóng tới. Rồi, 3 tiếp xúc bóng này. 4 kéo lên lúc 12 giờ. Và kết thúc lên vai. Khi kết thúc lên vai thì chúng ta có thể kết thúc ở dưới vai cũng được. Nhưng tôi sẽ chọn cách lên trên vai. Tay trái chúng ta sẽ đỡ cây vợt. Và khuỷu tay của chúng ta sẽ nằm ở dưới tầm mắt để dễ dàng quan sát đối phương. Và bây giờ tôi sẽ thực hiện lại một lần. Sit step. Mở chân. Đồng thời mở vợt ra 6 giờ. 2 bước chân trái lên. Và 3 hạ đầu vợt. 4 kéo đến phần tiếp xúc bóng lúc 3 giờ. 5 trước mặt 12 giờ. Và 6 kết thúc lên vai. Tay trái đỡ cái vợt. Và như vậy tôi đã chia sẻ cho các bạn cú thuận tay forehand day cơ bản. Và tôi cũng khuyên các bạn đang chuẩn bị đi tập cũng như các bạn đang tập, chúng ta hãy học từ cơ bản đến nâng cao để sau này chúng ta có thể phát huy được cú thuận tay một cách tốt nhất. Và trung kiên chúc các bạn tập luyện tốt. Và các bạn thấy video hay thì hãy chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và hãy nhớ đăng ký kênh để giúp trung kiên có động lực để làm những video chia sẻ tiếp theo. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.